Nghi vấn tuyển thủ quốc gia mâu thuẫn với huấn luyện viên Chu Xie nên bị đì, không cho ra sân trong trận Iraq. Tối 21 tháng 11, tuyển Việt Nam thất bại 0-1 trước Iraq ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Điều khiến giới truyền thông và nhiều người hâm mộ thắc mắc là tiền vệ Hoàng Đức không được trao cơ hội, dù huấn luyện viên Chu Xie sử dụng hết quyền thay người. Khi được hỏi về điều này, huấn luyện viên Chu Xie cho biết, Hoàng Đức chưa đáp ứng được yêu cầu của tôi đề ra. Tôi muốn cậu ấy nỗ lực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho tập thể. Tôi hy vọng cậu ấy hiểu mong muốn của tôi. Huấn luyện viên Chu Xie khẳng định ông không lựa chọn cầu thủ dựa trên danh tiếng, năng lực cá nhân. Ông cần những cầu thủ phù hợp với lối chơi tập thể. Nhà cầm quân người Pháp cho biết ông hài lòng với tuyến tiền vệ tuyển Việt Nam. Chúng ta thường có xu hướng đặt năng lực cá nhân trên tập thể, nhưng màn trình diễn như vậy có thể giúp đội tuyển Việt Nam thắng ở tầm Đông Nam Á. Nhưng ở châu lục, cá nhân xuất sắc là chưa đủ. Trước đó, Hoàng Đức cũng không được thi đấu trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Philippines hôm 16 tháng 10, dù anh có tên trong danh sách đăng ký. Đây là điều hiếm gặp ở tuyển Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, bởi Hoàng Đức luôn là sự lựa chọn hàng đầu dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước khi lên tuyển Việt Nam, Hoàng Đức vẫn thể hiện phong độ tốt trong màu áo Viettel và là ứng viên nặng ký cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2023.